dạ vâng. Kênh Audio Nhất Long Cơ Sở 2 xin kính chào toàn thể các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long Audio Cơ Sở 2. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em tiếp tục có lên sóng và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Man có model L5 này là Moix. Và chiếc âm ly này về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả của zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của chiếc âm ly này để cho quý vị và các bạn cùng đón xem và dạ vâng cũng như là chiếc màn hình nhỏ quý vị và các bạn đây là một chiếc âm ly của hãng Lacman có model l 5 x sử dụng với là hai cái đèn vu chính giữa vẩy theo điệu nhạc rất là đẹp các bác nhé và hai bên cạnh là hai cái lúm đây là một cái lúm volume lum tổng của chiếc âm ly và đây là đường vào của tín hiệu tất cả là có 6 đường vào tín hiệu các bác nhé có line một line hai line ba line bốn và ba lăng và đường polo các bác nhé tất cả nó rất nhiều đường vào còn tín hiệu luôn ạ và có đầy đủ tất cả các chiếc lăng như chỉnh ba lăng cân loa bát bát chép à, bê là đánh được hai cầu loa cùng một lúc các bác nhé AB hoặc là a cộng b ạ âm ly là sử dụng với là mặt phay nhôm các bác nhé vật mặt phay nhôm nguyên khối ạ rất là đẹp luôn ạ hoạt động đầy đủ tất cả các chức lăng các bác nhé mặt là mũi là không một vết xước lông mèo lông chuột gì luôn ạ à. với dòng âm ly man có model 5 5 này là không kén là là đánh ghép được tốt rất nhiều các dòng loa các bác nhé như jbl, tay loi hay là b uh, bvk các bác nhé được rất nhiều các dòng loa tất cả còn rất là đẹp các bác nhé sử dụng với lại nguồn điện là 100V ạ. Mặt mũi là cực kỳ là sáng bóng các bác nhé. Các lốm lốt tinh chỉnh là cũng không một vết xước lông mèo lông chuột gì luôn ạ. Thiết kế leo vỏ là vỏ sắt các bác nhé. Và bên trên là bên trên là cũng có thiết kế với là tấm lưới tản nhiệt ạ. Âm ly cực kỳ là đẹp các bác nhé không một vết sức lông màu lông chuột gì luôn ạ tất cả là còn di nguyên bản tuyệt đối các bác nhé và đây cũng như là phần hậu phần sau chữ âm ly đây ạ các cổng vào tín hiệu là các uh, lúm nốt là còn rất là vàng các bác nhé đây cũng như là cầu a cầu loa tất cả còn cực kỳ là đẹp cực kỳ là mới các bác nhé tất cả là zin nguyên bản luôn ạ Make in Japan các bác nhé AC là nguồn điện là 100V ạ 50 trên 60Hz công suất tiêu thụ là cực kỳ là lớn các bác nhé 270W cơ ạ và đến phần báo giá là chiếc âm ly của hãng Lockman của model l 505 ux này là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 51 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé và trong 51 triệu 500 nghìn đồng này là cửa hàng bên em đã bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác rồi đấy ạ và cũng như là các bác là quý yêu quý kênh thì cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và các bác nào cũng có ở quanh khu vực Hà Nội có thể qua số nhà 147 ngõ 14 Mễ Trì Hạ làm Từ Liêm Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 055 uh, 929 từ quý 2 cho cửa hàng bên em bên em sẽ trao đổi trực tiếp cho các bác nhé. Và clip ngày hôm nay cửa hàng bên em xin được kết thúc tại đây. À, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.